15 mét Bình Dương xin kính chào quý cô chú nha. Hiện tại thì cái chị gái mà dòng nhập hiện tại vẫn đang tiếp tục vào mộ cậu Năm, không biết là như thế nào. Các bạn thấy không nè, hiện tại thì chị gái mà bị vong nhập đã đi về rồi. Là sao anh có thể là cho mọi người biết được không? Sao? Là chị gái là sao? Vô bà đốt thắp nhang á, rồi bà rung người mỗi lần cứ ông ngoài sao căng nhẹ không có vô mấy chỗ này được. Đúng rồi, nhẹ quá mới thì thấy cái đấy nghĩ là nổi da gà luôn. Anh thấy là nổi da gà rõ ràng ha. Nãy chị quay là nổi da gà đó luôn mà, nhưng mà cái này không phải ảnh hưởng do cậu Năm mà ảnh hưởng về mấy tấm hình của bạn đó. Bả là căng nó mới nặng quá. Vừa vô đốt cái nhang mà tay nó nhập dòng nhập là bả xạo. Nãy dòng nhập là bả xạo. Còn nhưng mà nổi da gà là thật đúng không? Nổi da gà là thiệt mà. Nổi da gà là thiệt nhưng mà vong nhập là xạo. Che của Phật á. Đáng lý ra là còn ấy đó mà. Bả là người căng mà làm sao vô đó được. Thôi là sao chị không dám nữa đâu. Là sao anh là sao? Thì có mấy treo tao tấm Phật keo đó. Bả là người có âm ý bả có người dự bả là nó đâu vô đó được. Nói cái hồi quay tụi không vậy là nãy giờ anh nói là bả lúc đầu là bả vong nhập là xạo. Còn mà cái mà vô đây mà nổi da gà là có thật phải không? Vô ba ngủ ở trong đây không hay hả? Ồ đó là sao? Thì hồi nãy có một cái sự cố, đó chính là cái nhang bị cháy ở phần thân. Thì một lát mà 15 mét sẽ để ở phần cuối cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Thì bây giờ là giữa trưa rồi, bây giờ là 13:03. Thì một lát nữa bên Hoa Viên họ sẽ vào khắc lại những cái chữ này ở mặt trước nha. Còn mặt sau là xong hết rồi. Mặt sau bây giờ chỉ gỡ ra là xong nha. Đó, nói chung là bây giờ chỉ còn mặt trước thôi. Ở mặt trước thì vẫn còn cái pháp danh cũng như là
cái con cháu đồng lập mộ nha, nữa thì mới xong đó. Ảnh của cậu thì rất là đẹp, rất là bỏng ha, rất là bỏng luôn, sợ luôn chú chú anh chị ơi. Tháng năm bác cũng sợ luôn rồi. Anh chị nói đúng hay luôn, anh nói sợ, anh nói là đến đây thì mình làm hết Bình Dương xin phép tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Một cây trái một cây tắt không cháy, hồi đốt hai cây, hồi nãy hai cây cháy luôn, phải là đốt ba lần không cháy luôn, ba lần đốt ba lần cháy luôn, tắt luôn, chắc khác người ta chắc vậy rồi, quá nguy hiểm. Vậy là cậu không đồng ý luôn cả nhà, cậu không đồng ý rồi, vậy là có khả năng là cậu không đồng ý rất cao đúng rồi, anh còn cút của lại nó có đẩy nữa đó. Ờ đoán là lát bà cô vô đây đừng đừng cho vô nữa nha, có lỗi thôi cô vô rồi, cô vô nhau cản rồi, vậy cô thắp nhang thì cô cứ thắp rồi cô thôi, bây giờ mời cậu điếu thuốc đi cho cậu vui vẻ trở lại đi trời. Trái nữa rồi, đi hương trái nữa bà con ơi, bất ngờ tự nhiên cái nhang ai đốt một chùm luôn ha, năm hiển linh nữa cả nhà, trái đi hương nữa rồi, à nhang đi ngang công luôn kìa, chắc các cậu mừng ngày nay có ảnh mới đó cả nhà, cầu mừng rồi, cầu mừng rồi, vui đi hương trái lừa cả nhà, nhà ơi, xảy ra tiếng lớn tại mỗi cậu năm mà khi mà vừa làm xong rồi cả nhà, vui rồi, cháy rồi cháy rồi, cậu năm mừng nè, à có biết là biết rồi ơi, cháy rồi cháy hết nhang rồi, chứ còn bao giờ cầu vui như hôm nay, ở tại sao mà đứng đâu không ai dập hết vậy? Để em vô em dập đi Tâm. Thôi, trời nóng lắm. Trời nóng lắm. Ê chị dập ha. Tôi đi, tôi biến á. Dập đi, ai dập đi, ai dập mẹ tôi dập cho. Tắt 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 nghe nha, tắt tắt nghe. Không có nha. Cần chợp. Cái gì? 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 Cậu năm mừng ảnh mới cả nhà. Bông xong rồi. Ơi, cái bông bà, cái bông đó ta. Cái bông sen nó kìa. Cái bông sen luôn mọi người ơi. Trời ơi, bông sen luôn rồi. Trời ơi, cháy rồi nè. Cái cây bông kìa. Đâu 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 bông cây cháy đâu. Nó trẻ ra cái bông kìa thấy không? À, trẻ hình luôn. À, cái nhang trẻ hình bông sen luôn rồi cô chú chị ơi. Cái nhang cháy hình bông sen luôn mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi, đặc biệt luôn. Quá, cô chú chị quá. Ôi, trẻ hình bông kìa. Đặc biệt quá. Cậu mừng có ảnh mới cả nhà ơi. Nè, chú Tiểu nói là gian ra cho chú Tiểu làm. Tâm Linh không có đùa được cả nhà ơi. Vô đi, vô đi. Rồi bây giờ 15m sẽ ra ngoài nha. Thì nãy thì 15m phát hiện ra đầu tiên luôn. Nhưng mà bây giờ thì mấy anh mới phát hiện thì phải nói là đông quá là đông rồi. Bây giờ đông quá thì đi ra. Đó rất là đông ha. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.